Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Cung To. Lâu rồi chưa có lên video thì hôm nay có một cái đơn hàng của bạn fan YouTube ở Đắk Lắk, Kon Tum này gửi tới, thì là gửi tới ba cái máy thì Nguyễn Cung đã khui ra rồi nha mọi người. Đây chính là ba cái máy mà bạn ở Kon Tum gửi tới đây. Thì đây, cái đầu tiên là Vivo Y91C gửi lên để thay màn hình nha mọi người. Thì cái này Nguyễn Cung đã thay rồi, rất là nhiều video hướng dẫn rồi cho nên là Nguyễn Cung không có làm video nữa. Mà thay xong rồi thì mình cũng sẽ review luôn một thể nha. Đây chính là Vivo Y91C đã được thay màn hình zin, giá là 330 nha mọi người. Còn tiếp theo nữa đây chính là con Redmi 7 này. Redmi 7 thì mình cũng tính thay màn hình luôn, nhưng mà một cái nữa là quay lại video cho các bạn nhìn này, đây chính là cái màn hình bị bể này, màn hình zin nha mọi người. Còn đây chính là màn hình mà mình Nguyễn Cung vừa mua về này, các bạn nhìn đi, hai cái màn hình khác nhau hoàn toàn luôn nha. Màn zin á thì cái phôi nó bự hơn này, nó tràn gần như tràn viền, nó không tràn viền giống như mấy dòng khác, nhưng mà cái này nó cũng bự hơn cái phôi mới này. Mọi người nhìn đi, cái màu đen này để quét lỗ camera nó quét rất là bự nha nè. Còn cái này thì nó quét lỗ camera nó tròn giống như thằng A50 luôn. Còn ở phía bên dưới thì cũng vậy, đây cái viền màu đen lên rất là dày, và hai bên hông thì nó cũng bằng, tương đối bằng nhau, nhưng mà ở bên trên và bên dưới thì nó lên rất là dày nha mọi người. Đó cho nên là Nguyễn Cung không có thay mà để đổi lại một cái màn hình khác, mua từ nhà khác nha mọi người. Cái nhà linh kiện này thì màn hình dày cho nên Nguyễn Cung sẽ tiến hành trả lại và mua một cái nhà khác xem là màn hình nó có giống như màn zin của zin bóc máy hay không nha, hay là nó vẫn là bị chàm vô trong như thế này. Thì chút xíu nữa shipper ship tới thì Nguyễn Cung sẽ review cho mọi người xem tiếp theo nha. Rồi cái màn hình này thì chưa thay được, để đổi cái màn hình khác đã. Nguyễn Cung phải làm sao mà lấy được màn hình loại đẹp nhất cho fan YouTube nha, chứ không thể nào mà thay qua loa cho mọi người được. Dù là ship đi ấy, các bạn nhận xong rồi cũng thôi, nhưng mà phải làm sao cho nó lấy được uy tín của cái kênh YouTube nha mọi người. Ok, hai cái này thì Nguyễn Cung sẽ để nó sang một bên. Tiếp theo là một con Nokia. Con này Nokia là quên mất tiêu tên rồi ta. Nokia C20 nha mọi người. Đây thì nó nát cực kỳ nát luôn, nhưng mà cái màn hình trong nó vẫn đang còn mọi người, rất bền luôn nha. Đây các bạn nhìn này, đó nó vẫn đang còn như thế này thì là vẫn ép kính được nha mọi người. Còn nếu mà các bạn mà thấy màn hình trong hoặc là cảm ứng nó bị loạn ấy, cảm ứng loạn, hoặc là màn hình trong nó bị đổ mực rồi ấy, thì lúc đó là phải thay cả bộ màn hình. Còn nếu mà nó vẫn đang còn sáng đẹp như thế này, tuy là nó nát nhưng mà vẫn có thể ép kính được nha mọi người. Cắt cẩn thận chút xíu ra thì nó vẫn giữ được màn hình zin. Và cái bạn này có nói là không biết là mình ép kính lại nó có bền giống như thay màn mới hay không. Xin thưa với các bạn rằng nha, ép kính luôn luôn là nó sẽ bền hơn là màn hình mới nha mọi người. Màn hình mới các bạn thay vào, chất lượng hình ảnh của nó sẽ không bằng được cái màn hình zin trong máy của mình, và cái cảm ứng của nó cũng không mượt bằng nha mọi người. Tuy các bạn thay màn hình zin đấy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ có một cái độ chênh lệch rất nhất định nào đó. Còn nếu mà ép kính lại thì nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái màn hình của mình cả, vì là chỉ việc tách cái lớp kính bể này ra thôi, tách lớp kính bể ra rồi mình ép một lớp kính mới vào, chứ không có hề là phải là thay cảm ứng hay là thay hiển thị bên trong nha mọi người. Thì nó vẫn giữ được cái màn hình zin và cảm ứng zin, thì vẫn giống như là cái máy của các bạn lúc mới mua thôi. Tuy cái kính mới ép vào thì nó chắc chắn nó sẽ không bền bằng cái kính zin của máy rồi, nhưng mà các bạn xài đừng làm rớt thì chắc chắn nó sẽ không bị bể nha mọi người. Ok, bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là ép kính cho cái cây Nokia này. À còn một cái nữa, cái cây Nokia này mọi người nhìn nhé, đây mình vào trong thì cái wifi này, wifi nó bắt rất là yếu luôn, thì anh cha bạn cha này có bảo Nguyễn Cung chỉnh lại dùm, không bắt được mọi người, không hề tìm thấy được mạng luôn, kể cả cái cục modem kế bên luôn nha, cục modem kế bên nhưng mà không hề tìm thấy nha. Ok, bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là tháo ra để làm cái wifi và ép lại kính cho chiếc Nokia này nha mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo cái máy Nokia này ra để tiến hành là làm wifi trước nha mọi người. Wifi này thì nếu mà làm thì làm hỗ trợ cho em bạn ở cái gì là Gia Lai, Đắk Lắk này thôi nha, Kon Tum này. Ok, Nokia này thì pin nó là pin rời nha mọi người, chứ không phải là pin liền. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là vặn hết toàn bộ ốc ra nha. Wi-Fi yếu thì bây giờ là mình phải xác định được là yếu là do nó là bị tụ lọc hoặc là bị điểm tiếp xúc
sóng anten mọi người, giống như cái cái anten TV ấy, nó tiếp xúc kém thì TV nó sẽ nhiễu, wifi cũng vậy, nó tiếp xúc kém thì chắc chắn là hoặc là nó bị đứt đường nào đó tới điểm tiếp xúc thì nó sẽ gây tới là wifi bắt yếu nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra xem là cái tiếp xúc wifi đến cái dây anten thì nó có bị đứt hay không nha mọi người. Rồi bây giờ mình nhìn này, ở đây là cái sóng anten này đúng không, cái anten của wifi này đúng không mọi người, wifi này đó, thì đây chính là cái điểm sóng anten wifi. Thì bây giờ mình lật nó ra, tách cái vỏ này ra đó, thì bây giờ mình kiểm tra xem ở đây là cái điểm tiếp xúc này nó đang còn rất là đẹp thì chắc chắn là nó không bị sao rồi, nhìn sơ qua thì nó thấy nó không bị đứt nha mọi người. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra cái điểm trên của wifi này nè mọi người. Đây chính là tụ lọc này, rồi hai cái điểm này để tiếp xúc với lại cái anten này nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo, đây này có cái đường nổi này mọi người, đường này nó đi xuống dưới đây, xuống dưới đây, xuống dưới tụ lọc, nó nổi hẳn đường lên cho mình xem này. Đó, thì bây giờ mình cứ thế mình tiến hành mình đo xem là nó có bị đứt ở cái khoảng này không. Đây, bây giờ mình sẽ dùng đồng hồ đo để mình đo xem nó có bị đứt không nha mọi người. Đây, thử đồng hồ xem nó có kêu đó, nó tinh 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 này đó, như vậy là không thông mạch nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ đo từ cái điểm tiếp xúc sóng anten xuống từ cái đường mạch này vẫn còn nha mọi người. Đây, nó hàng xuống dưới đây, thì bây giờ mình đo xuống đây mất nè mọi người, đây là bị đứt từ khoảng này lên đến tới đây nha mọi người. Đây, từ khoảng này lên đến đây đứt đó, nếu mà nó bị đứt khúc này thì chắc chắn là nó sẽ tiếp xúc không được vào cái tủ lọc này rồi. Bây giờ Nguyễn Cung đã xác định được là nó đứt ở khu vực này phải không, thì bây giờ mình chỉ cần là câu một sợi dây là ok rồi nha mọi người. Đây, câu một sợi dây từ chỗ điểm đứt này lên tới trên phía trên này nha, để xem là câu xong rồi thì wifi nó có mạnh hơn không nha mọi người. Đây, câu thì mình phải cho một chút xíu nhựa thông vào, cái này mình không quay cho các bạn xem thôi chứ thực chất ra là các bạn làm không được đâu nhé. Đó, cho nhựa thông một chút xíu vào để cho nó sáng cái tinh trì lên. Đây, bây giờ mình tiến hành mình bắt đầu mình câu nhé. Đó, dính rồi phải không, dính rồi thì xuống dưới đây, câu xuống dưới này. Tính rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái đầu dư đi. Đây mình sẽ dùng cái lưỡi dao mình cắt cái khúc dư này đi nha. Đó. Bây giờ mình sẽ ập nó lại để mình xem là wifi nó có khỏe hơn không nha mọi người. Này, mình câu một điểm từ đây lên đến trên đây nha, là cái khu vực bị đứt đấy. Đây bây giờ mình sẽ ập cái này lại để cho nó tiếp xúc được cái anten wifi nhá. Đó, ập nó vào. Không? Ập vào rồi, bây giờ mình quay sang đây mình mở nó lên để mình coi wifi nó khỏe hơn chưa nhá. Vào cài đặt này. Ok này, wifi này. Vẫn chưa được mọi người. Vẫn chưa được thì chắc chắn là nó đang còn bị đứt một đường nào đó. Để Nguyễn Cung lấy ra đo lại nha. Đây, thử bóp đây lại xem nó có tiếp xúc sát không. Rồi vẫn chưa được nha. Chưa được thì bây giờ mình tiếp tục mình lấy ra mình đo tiếp. Đó, ok chưa. Mình đo lại xem là nó đứt phải từ đó, từ đây, phóng gần lại chút xíu cho mọi người nhìn nha. Từ đây và lên đến đây xem là nó có ăn chưa nhá. Chưa ăn mọi người. Đây là vẫn chưa được này. Tới đây là ăn rồi, tới đây không được này. Đó thì nó đang còn bị đứt thêm một khúc ở đây nữa. Vậy là đứt một khoảng dài luôn nha. Thì bây giờ mình lại tiếp tục mình câu xuống phía dưới này nữa nha. Để chỉ nó lên thôi. Đó.
Rồi. Giờ mình tiếp tục mình đo lại xem. Đo lại xem là nó có ăn xuống tới con tụ lọc này chưa nha mọi người. Đó, ăn rồi này. Kêu tinh tinh này nè, đó. Đó. Rồi, ok, bây giờ mình lại tiếp tục mình ráp lại để mình xem coi là wifi nó có khỏe không nha. Đó. Bấm nó lại, rồi quay sang đây. Và wifi. Rồi, ok, như vậy là bắt được hết toàn bộ các nhà rồi nha mọi người. Hồi nãy nó chỉ bắt được một mình địa điểm là di động 168 thôi. Đó là cửa hàng của Nguyễn Cung mà nó bắt rất là yếu. Và bây giờ nó đã bắt được tút sang bên kia bên đường rồi mọi người. Như vậy là cái wifi đã khắc phục được rồi nha mọi người. Giờ thì bây giờ Nguyễn Cung sẽ tiến hành là ép lại cái kính này. Ép kính thì cái công đoạn nó khá là lâu, cho nên là Nguyễn Cung chắc là quay sơ sơ thôi nha mọi người. Rồi chút xíu nữa sau khi ép kính xong, Nguyễn Cung sẽ review cả ba cây thay màn hình cho mọi người thấy luôn nha. Hai cây thay màn hình và một cây ép kính của bạn ở Đắk Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy, quên tiêu rồi. Rồi tiếp tục tháo ra. Wi-Fi đã ok rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là vệ sinh sơ qua chỗ vừa câu chì này đi, cho nó đỡ bị ten, lâu ngày nó không bị ten đó mọi người. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ tiến hành là tháo cái màn hình ra nha mọi người. Màn hình này tháo rất là phức tạp cho nên chắc là Nguyễn Cung sẽ không quay video nhá. Khá là nát, quay video thì chắc chắn là rất là lâu nha, cho nên là Nguyễn Cung không quay video nữa. Rồi ok, như vậy là Nguyễn Cung đã hoàn thành xong ba cái máy cho bạn fan ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk gì rồi nha. Đây, đầu tiên là nói tới con i91C này nha. Màn hình zin rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Mượt cực kỳ luôn. Đó, con này thì chỉ có thay màn nữa là xong nha. Không có phức tạp gì cả. Mấy cái video này Nguyễn Cung đã hướng dẫn hết rồi. Ok. Rồi, i91 đã xong này. Đây, tới con thứ hai là con Redmi 7 này mọi người. Sau khi đã đổi được cái màn hình rồi thì các bạn nhìn này, màn hình của nó là khoét lỗ giọt nước như thế này chứ không phải là lỗ giọt nước bự giống như cái màn hình cũ kia nha mọi người. Màn kia thì Nguyễn Cung trả rồi. Đó, tìm mãi mới ra được cái màn hình này, cho nên là phải cố gắng tìm cho fan một cái màn hình zin, gọi là zin đúng zin chuẩn luôn nha, chứ không phải là zin mà zin cái kiểu Trung Quốc giống như màn 2C kia nha. Ok, đây chính là cái màn Redmi, nó Redmi 7. Màn hình này 330 nha mọi người. Màn hình i91 này cũng vậy luôn, màn zin. Rồi tiếp theo nữa là tới con Nokia làm wifi và ép lại kính. Sau khi ép lại kính được rồi thì nó sẽ lành lặn và nó sẽ giống như mới giống như này mọi người. Đó, không hề ảnh hưởng tới cái màn hình của mình nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vào mình test thử wifi này mọi người. Test lại một lần nữa để chuẩn bị đóng hồ hàng gửi về nha. Đó, sau khi đã ráp hẳn lại hoàn chỉnh rồi thì bây giờ Nguyễn Cung đang ngồi trong phòng kính, phòng máy lạnh và đã bắt được rất là xa luôn nha mọi người. Ở bên kia đường phải tầm 20m đó mọi người. Ok chưa? Bắt cực kỳ xa luôn. Ok rồi. Đó, rồi ok, như vậy là cái máy này là làm wifi miễn phí này, ép kính thì tính tiền 200 này. Kính cũ của nó rất là nát luôn mọi người. Phải dán bằng keo này kia cắt, cắt mà có cắt không hết luôn đấy. Cắt chỉ được có tới đây là nó dừng rồi, thì cái khu vực còn lại phải dùng lưới lam đến nay ra từ tiếng miếng một rất là lâu nha mọi người. Nát quá, kính này quá nát luôn. Con này thì thay màn hình zin của nó là 330. Còn con i91C này là màn hình của nó là 290 nha mọi người. Màn hình zin luôn nha, 290. Đó, tổng cộng 3 cây chỉ có giá là 800 mấy, 820, 830 gì đó là lúc có nhắn tin rồi nha mọi người. Ok, rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Nếu mà thấy video hay và ý nghĩa thì cho Nguyễn Cung xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để Nguyễn Cung có động lực làm các video tiếp theo hay hơn và có động lực để đi mua màn hình và ship cho các bạn nha. Chứ mua màn hình không có lời đâu, chủ yếu là phát triển kênh YouTube thôi mọi người.